1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 nên 7 8 9 10 10 nên. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Nhau Audio để tiếp tục các video. Thì ngày hôm nay một mẫu vàng đến thương hiệu Lake Aquatic phiên bản cao cấp nhất có mã là P12 Plus tiếp tục cập bến Thế Nhau Đô và sẽ không quên là sẽ giảm giá cho em với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, cũng như là có những phần quà đi kèm tặng cho anh em miễn phí nhá. Thì trước khi vào video, anh nào chưa đăng ký kênh chưa like, hoan hỉ cho bên em xin like nhá. Anh em bỏ ra 3 giây hoan hỉ cho bên em xin like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đô nhá. Và đây em xin phép giới thiệu chi tiết về những chiếc vàng Lake phiên bản Lake cao cấp nhất, Lake P12 Plus. Đấy, với thiết kế là rất là đẹp, mặt phay nhôm, sơn tĩnh điện màu đen phía trước. Và dòng vàng cơ lai số thì anh em đều biết rồi, nó rất là dễ chỉnh. Đấy, anh em có thể thấy chỉnh bên này, hoàn toàn chỉnh bằng cơ hết cho anh em nhá. Và rất là dễ dàng, anh em có thể đọc. Ở đây nó sẽ là bát, chung và chép của mic này. Đấy, anh em nhìn thấy chữ mic này, bát, chung và chép của mic. Phần music này, bát, chung và chép của music này. Và riêng phần này là phần cắt súp trực tiếp trên những chiếc vàng này. Tí em sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Và phần echo của con này thì có delay, repeat và cắt tần số của echo. Phần revert, echo và revert riêng biệt nhé. Phần revert có revert time, revert volume và cắt tần số revert. Đấy, anh em thích hát tăng echo lên thì tăng echo nhé. Thích hát nhiều echo thì tăng, thích hát nhiều revert thì tăng revert, giảm echo. Và con này có phần equalizer, chỉnh bass và chép của equalizer rất là hay cho anh em. Đấy, với thiết kế rất là đẹp cũng như là một dòng vang cơ lai số cực kỳ dễ chỉnh. Và bên này nó sẽ có ba lúm để vặn, anh em chỉ tăng giảm của mic này, tăng giảm của effect và tăng giảm của music. Anh em vặn sang phải nó sẽ tăng tiếng, vặn sang trái sẽ nhỏ tiếng đấy nhá. Và ở đây nó có các phím mềm sáng đèn, nó sẽ có các chế độ mode là chế độ điều chỉnh các cổng kết nối đầu vào, bao gồm bluetooth này, cổng quang này, đường hoa sen AUX1, AUX2 hay là đường COA, và FBX là bật tắt chống hú. Đấy, rất là cao cấp luôn cho anh em. Và các phím play, lake, pre, khi anh em sử dụng USB anh em cắm vào đây thì sẽ sử dụng những cái phím này để có thể là qua bài này, qua bài, quay lại bài, chạy và có thể lặp lại bài. Đấy, rất là cao cấp luôn. Phiên bản Lake Aquatic và được sẽ đây. Lake dập chìm logo cho anh em ở đây nhá. Đấy, logo của Lake và dập chìm ở phía trên này. Đấy, và đây giới thiệu cho em đằng sau. Giới thiệu cho anh em đằng sau nhá. Con này sẽ đầy đủ các cổng kết nối cao cấp nhất hiện nay, bao gồm anh em có thể đây cổng quang optical này, một cổng bluetooth này, một đường COA và hai đường nhạc vào bằng hoa sen AUX1, AUX2 đầy đủ cho anh em. Đấy. Và tất cả các đường hoa sen này hãng đã sản xuất là mạ đồng cho anh em rồi nên tiếp điện rất là tốt nhá. Tín hiệu âm thanh cực kỳ tốt cho anh em. Và có hai đường ra chính NAUX và RAUX là hai đường ra chính bằng ca lông. Anh em có thể ra bằng rắc hoa sen bằng chữ output này, ra bằng rắc hoa sen. Còn anh em sử dụng súp thì có thể sử dụng một súp, gia đình sử dụng một súp thì anh em ra bằng súp ca lông này. Anh em hoặc là hai súp, anh em có thể súp bằng súp 1, súp 2 bằng rắc hoa sen. Đấy, nói chung là đầy đủ hết cho anh em. Và con này có hai lỗ cắm mic, mic A, mic B đằng sau. Có giới hạn volume mic, mic A, mic B cũng như là giới hạn volume tổng của nhạc. Đấy, rất là cao cấp luôn. Phiên bản cao cấp đến từ hiệu Lake Aquatic của mã là P12 Plus anh em nhá. Và dòng này đây. Dòng này sẽ trang bị cho anh em một chiếc điều khiển từ xa. Đấy, một chiếc điều khiển từ xa để anh em điều chỉnh tất cả các thông số điều khiển từ xa, bao gồm anh em có thể thay đổi cổng kết nối input này, các cái vocal này, cắt từ vocal này, priority là chế độ ưu tiên tiếng mic, equalizer, con này có equalizer riêng biệt bao gồm các thể loại nhạc thịnh hành nhất bây giờ, classic này, pop, rock, jazz đầy đủ hết cho anh em, và chống hú và tăng giảm của mic, tăng giảm của effect, tăng giảm của nhạc. Nói chung là đầy đủ như trên những chiếc điều khiển từ xa này, em có thể điều chỉnh các cái vang này từ xa nhá. Rất là cao cấp luôn. Và anh em vừa đã nghe tiếng mic của nó rồi. Đặc biệt nhá, con này sử dụng là chip DSP của Mỹ anh em nhá. Chip là chip DSP của Mỹ, xử lý tiếng rất là hay. Cũng như là phần mic của nó nhá, có echo và reverb riêng biệt. Đấy, echo, reverb riêng biệt lên. Hát karaoke rất là hay, anh em thích hát nhiều echo thì tăng echo lên. Thích hát nhiều reverb thì tăng reverb lên. Rất là hay cho anh em. Đấy. Và đây em sẽ alo cho em nghe lại tiếng mic của nó, sau đó là báo giá cho anh em nhé. Với một mức giá cực kỳ tốt cho em ngày hôm nay ạ. Đây em sẽ do nhỏ nhạc một chút. Em nghe tiếng echo và tiếng reverb nhá. Tiếng echo rất là ngọt và tiếng reverb rất là sáng tiếng. Anh em nghe đi nhá. Nên 7 8 9 10 7 8
9, 10, nên 6, 7, 8, 9, 10, 7, nên 7, 8, 9, 10. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hãy đêm đêm có hay. 6, 7, 8, 9, 10, 7, nên. Rất là hay nhé, tiếng đặc biệt eco và dì vật. Con này là riêng biệt cho anh em chỉnh nhé. Các bác làm show sự kiện dạp cưới thì những chiếc vàng này sẽ giúp cho anh em là chỉnh tiếng dì vật rất là sáng. Ca sĩ hát cực kỳ là hay. Đấy, và ngày hôm nay nhá, bên em sẽ tặng miễn phí cho anh em. Đây, sẽ tặng miễn phí cho em ngoài dây giắc kết nối, giá sẽ bao gồm dây giắc kết nối và tặng thêm cho em một dây quang dài 2m. Dây quang dài 2m và một mức giá cực kỳ hấp dẫn nhá, để anh em có cơ hội sở hữu những chiếc vàng dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Lake Autic phiên bản cao cấp nhất, có mã là P12 Plus. Và giá ngày hôm nay bên em sẽ bán cho anh em nhé. Ngoài thị trường vẫn bán cho em 1,4 triệu, 1,5 triệu. Nhưng ngày hôm nay nhé, bên em bao ship tặng dây giắc kết nối, tặng thêm một dây quang dài 2m mà giá chỉ có 1,2 triệu. Bên em bao ship cho anh em. Ok chưa? 1,2 triệu bao ship, tặng đầy đủ dây giắc cộng thêm một dây quang này. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không ai trả lại em. Đấy, dám cam kết anh em nhé. Không ai trả lại em không mất một đồng phí ship đâu cả. Đấy, không mất một đồng phí nào luôn. 1,2 triệu, anh em sở hữu một chiếc vàng cao cấp nhất đến từ hiệu Lake Aquatic, có mã là P12 Plus và tặng thêm một dây quang. Dây giắc kết nối đẩy hoặc âm ni bên em đã tặng miễn phí rồi và tặng thêm cho em một dây quang này nữa. Ok chưa? Giá cực kỳ tốt nhá, dòng vàng cơ đai số rất là cao cấp, có điều khiển từ xa đầy đủ cho anh em. Đấy, mua hàng nhắn tin số em chốt vàng Lake hoặc chốt vàng P12 Plus với một mức giá cực kỳ hấp dẫn ạ. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio hoan hỉ cho bên em Simnai nhá. Anh em hoan hỉ bỏ ra 3 giây theo dõi cho bên em Simnai, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio, cũng như là ủng hộ Thế Anh Audio ra các video thanh lý giảm giá. Ok nhá, cảm ơn em rất là nhiều.